Hello, xin chào tất cả các bạn. Lâu lắm rồi mình không ra video. Thì hôm nay mình ra video để chia sẻ với anh em kỹ sư cơ khí Việt Nam mình sang bên Nhật này lao động có khó khăn gì các bạn nhé. Nhân dịp Noel thì Giáng sinh á, thì mình xin chúc tất cả anh em kỹ sư cơ khí Việt Nam mình một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành bên gia đình và người thân. Chia sẻ này là trước hết khi vào video, chia sẻ của mình này là trên phương diện cá nhân mình gặp phải và mình chia sẻ với mọi người. Nếu mà anh chị em mà không gặp khó khăn này hoặc là không vướng mắc gì thì anh chị em có thể bỏ qua cái video này của mình để cho anh em mình dễ nói chuyện với nhau hơn. Bởi vì trên mạng xã hội nó cũng nhiều cái trái chiều các bạn ạ. Anh em mình sang đây lao động, nó cái visa tạm trú ở bên Nhật Bản này á, nó khác với lại visa định cư các bạn ạ. Mình sẽ bị ràng buộc rất là nhiều cái cơ hội của mình có thể chuyển việc được. Kỹ sư cơ khí mà, kỹ sư visa nên là mình có thể chuyển việc được, nhưng mà tuy nhiên nó cũng có bị hạn chế về một số ngành nghề, không được tự do về trong công việc, nên là anh em mình cũng có một cái số đó để mà bị ràng buộc. Thì cái đầu tiên, cái khó khăn nhất ở trong công ty đó là gặp phải cái thằng senpai nó củ chuối. Cái củ chuối ở đây ấy, là như thế này các bạn ạ. Nó giao cho một cái người mà hướng dẫn với mình nhá, giao cho một cái khi mình vào công ty đúng không? Thì mình giám đốc giao cho một cái thằng ở dưới xưởng á, thằng đã vào đang làm ấy, hướng dẫn cho mình công việc. Đó. Và có thể là cái thằng senpai đó nó sẽ đánh giá mình xem mình có được làm thêm hay không đó. Khi thực ra là có một số anh em thì trong công ty gặp phải senpai rất là tốt, cái điều đó là điều đáng mừng, nhưng cũng một số người gặp một cái thằng senpai nó củ chuối lắm bạn, nó hạch sách mình rất là kinh khủng, nên là mình rất là gặp là khó khăn để mà làm việc trong công ty. Thì chân ướt chân ráo khi đến Nhật Bản, chân ướt chân ráo vào công ty nó nhiều cái khó khăn lắm các bạn ạ. Không đơn giản như là mình ở Việt Nam mình, anh em Việt Nam mình với nhau chia sẻ với nhau này, là nếu mặc dù nếu mà không ưa nhau chẳng hạn thì thôi, thì mình bảo việc cho nó xong mẹ đi. Đó, xin lỗi các bạn nhé, mình nói câu này hơi tục một tí, cho nó thôi, hướng dẫn cho nó xong đi, rồi là nó làm được bao nhiêu thì làm, kệ nó, sai thì nó chịu trách nhiệm. Ở bên Nhật Bản này này, có một số thằng senpai ạ, nó không hướng dẫn trôi chảy cho mình đâu, nó chỉ nói là bưng cua rồi nó chỉ nói kiểu nửa vời đấy, để mình lúc nào cũng phải chạy theo nó các bạn ạ. Đó, cái một số cái thằng senpai này như thế đấy các bạn ạ. Thì các bạn có thể hiểu được cái rằng cái hình thức senpai ở bên Nhật Bản. Thì mình xin nhắc lại nha, cũng có một số senpai rất là tốt, thật sự tốt, thật sự họ là người kết nối cầu nối giữa mình với lại thế giới Nhật Bản khi mà ban đầu đến Nhật Bản, ban đầu vào công ty, nhiệt tình lắm. Cá nhân mình nhá, ngày xưa trước đây vài năm á, mình gặp một cái thằng sinh năm 1999, nó vào trước mình 5 tháng, nó hướng dẫn cho mình máy mài các bạn ạ. Thì nói chung là cái về cái cơ bản về máy mài cái hay là như thằng mình hiểu được hết rồi, nhưng mà nó không dạy cho mình đâu, nó dạy cho mình nửa vời các bạn ạ. Thì đến đây nhiều bạn bảo về này, cái môi trường Nhật Bản nó thế các bạn ạ, các bạn nhầm. Đúng là cái hình thức đào tạo ở công ty thì nó theo từng bước một, nhưng mà cái phong cách hướng dẫn việc của nó ấy, nó củ chuối lắm các bạn ạ, nên là mình rất là ức chế, có đến nỗi mà mình phải vào trong trong nhà vệ sinh để mình có thể buột ra bảo một câu là hay là mình ném cái cục phôi đấy và về. Nhưng mà mình cái tầm tuổi này rồi, cái kiềm chế của mình nó cao hơn, nên là mình nhẫn nhịn lại và để mà làm việc tiếp. Thì anh em mình, các bạn nào gặp phải trường hợp đó, các bạn có thể chia sẻ comment bên dưới các bạn nhé. Thì cũng giống y xì như là một cái cô con dâu ấy, cô mới về nhà chồng gặp phải bà mẹ chồng khó tính, bà mẹ chồng khó lết, cô con dâu chỉ biết khóc bên nhà mẹ đẻ thôi. Thì y xì như anh em mình mới vào công ty cũng thế, gặp phải cái thằng senpai củ chuối nó y xì như vậy luôn, không biết chia sẻ cùng ai. Về nhà lúc nào cũng phải suy nghĩ rằng senpai, sáng ra mở mắt ra tối về ngủ là phải suy nghĩ làm sao là đến công ty để đối phó cái thằng senpai đó. Thì anh chị
nào mà không gặp về vấn đề này thì không sao cả, rất là tốt. Gặp phải xin bài tốt thì các anh chị mừng thôi. Còn có những người gặp xin bài cục chuôi, nó các bạn nó hành nó hạch sách để nó đủ mấy kiểu khiếp lắm. Và cái khó khăn thứ hai các bạn nhá, đó là tiếng Nhật kém. Đúng là tiếng Nhật kém thì là gặp mọi muôn vàn khó khăn các bạn ạ. Nhưng mà nó vẫn xếp sau cái thằng senpai của chuối. Bởi vì sao? Cái thằng senpai tốt ấy, có thể là mình tiếng mình bập bẹ một chút, nhưng mà nó hướng dẫn nhiệt tình cho mình ấy, hay là nó cảm thông cho mình là người ngoại quốc, hay là nó cảm thông cho mình là mới học việc, thì nó có thể nó giúp đỡ mình một chút, nó có thể hướng dẫn cho mình trong cái thời gian vài tháng đầu tiên, đúng không? Thực ra ấy, thì những công việc của anh em mình ấy, thì từ mình cũng nói thật là cũng phần lớn là kẹp vôi rồi là mài bao bìa, hoặc là làm công việc đơn giản thôi, rồi là ấn on ấn off thôi, hoặc là cùng lắm thì lấy rà gốc. Còn anh em mình mà những anh em mà lập trình CNC nợ thiết kế từ A đến Z, anh chị đấy cũng pro rồi thì làm sao mà phải khó khăn nữa, đúng không? Hay là một khó khăn một chút thôi. Còn phần đông lớn ấy anh em mình gặp phải trường hợp là sang đây là hàn xì rồi là cá phôi thì anh em mình mất vài tháng đầu thôi, hoặc là trong quá trình làm việc thì có sự sai sót một chút thì nó có thể nó cảm thông, nó có thể hướng dẫn cho mình để cách làm việc. Thì tiếng Nhật yếu thì khi mình tiếng Nhật không tốt ấy thì mình có thể mình giao lưu với người Nhật hoặc là kết nối với người Nhật nó bị hạn chế lại và làm cho mình dễ bị sờ chét các bạn ạ. Bởi vì cái văn hóa Nhật Bản với văn hóa Việt Nam hoàn toàn khác nhau, nó không giống nhau hoàn toàn. Đó. Mình nghĩ một kiểu nhưng người ta nghĩ một kiểu các bạn ạ. Đấy, nên là các bạn cố gắng khi mà chưa sang Nhật Bản ấy, cũng ở nhà học tiếng Nhật thực giỏi ấy, càng học sớm càng tốt, học nhiều vào khoảng tầm 25 cuối của đại học ấy, các bạn học ngày đêm cho mình tiếng Nhật. Mình khuyên một câu như thế. Tại sao cái thời điểm cách đây khoảng tầm 11, 12 năm trước ấy, thì tiếng Nhật ở cái chỗ trường mình nó không có, nên là khi mình đi làm rồi cũng muốn học lắm, nhưng mà thật sự là đây là lý do thôi nhá, chứ còn thực ra là cũng là do mình thôi, bản thân mình học về ngoại ngữ nó kém thì mình cũng phải chấp nhận như vậy. Và cái thứ ba, cái khó khăn thứ ba ấy, là không được đào tạo về kỹ thuật học thuật cao các bạn ạ. Thì cái vấn đề này thực ra thì nó cũng là theo lộ trình của công ty thôi, nhưng mà nó cũng là một phần khó khăn. Bởi vì anh em mình kỹ sư cơ khí mới sang Nhật Bản này cũng mong muốn làm một cái gì đó nó mang tính học thuật một chút, cũng muốn học một chút nhưng mà ta không có dạy. Ví dụ như ở anh em mình ở Việt Nam mình ở trong xưởng, ở trong công ty chẳng hạn, thì cái thằng này nó muốn học đúng không thì thôi hướng dẫn cho nó biết một chút. Ngày xưa mình cũng làm xưởng cơ khí nhiều chứ, mình có biết một số em á, nó muốn học cái lập trình CNC, muốn học thiết kế SolidWorks hay là AutoCAD, mình hướng dẫn nhiệt tình lắm. Mình hướng dẫn cho nó, mình bảo nó là cái này em về nhà em lấy máy tính này em tập vẽ, em lập tự thử làm lập trình CNC bằng Mastercam. Thì mình cũng hướng dẫn nhiệt tình như thế đó. Mình không bao giờ mình giấu làm gì cả. Nhưng mà bên Nhật Bản này có những cái nó chỉ bảo mình muốn học, mình bảo mày dạy cho tao cái cách chọn dao chẳng hạn. Nó không dẫn nó bảo này, việc có đây không phải việc của mày. Ví dụ như thế thôi. Đấy, thì là anh em mình cũng khi mà muốn học ấy mà nó không được dạy thì cũng là một sự khó khăn. Cái thứ tư ấy là mình xin chia sẻ là làm công việc quá vất vả. Thật sự là sang bên này có một số bạn thì là được ngồi thiết kế, được làm lập trình thì nó nhẹ nhàng, được sếp yêu quý, rồi là được người Nhật trong công ty mến thương, thì cái điều đó là điều tốt. Điều đó là điều mình không có gì dám chia sẻ ở đây. Nhưng mà có một số anh em sang bên Nhật Bản cực kỳ là vất vả, thật sự như thế. Cái thế hệ bố mẹ các bạn chuẩn bị ra trường này là sinh năm 75 đúng không? Sinh năm 75, 76, cái thế hệ 7X ấy, thì bố mẹ các bạn có thể có điều kiện hơn những cái thế hệ như bố mẹ mình. Bố mẹ mình năm nay tầm 70 rồi, thì thế hệ đó khó khăn. Thì có bố mẹ nhìn vào mình có làm vất vả một tí thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà thế hệ bố mẹ các bạn trẻ trẻ mà nhìn con cái mình sang đây đi làm ấy cũng rớt nước mắt rồi các bạn ạ. Tại sao như thế? Khi mà nhìn vào được gương thì là mình mới hiểu được cái sự vất vả của công việc làm dưới xưởng các bạn ạ. Bốc những cái phôi hoặc là làm những cái công việc tối ngày từ 7 giờ sáng 7 giờ tối,
Đó, thì tất nhiên là các bạn hiểu rằng là làm thì đâu cũng khó khăn cả thôi, cũng vất vả thôi, nhưng mà cái mức độ vất vả nó khác nhau các bạn ạ. Cũng làm một cái công ty như thế nhưng mà cái nó ép mình làm cũng kinh khủng. Thì cũng chia sẻ với anh em cái vấn đề này, thì anh em mình cũng phải rút ra một cái chỗ cái vấn đề đó để anh em mình có thể tránh được cái làm công việc vất vả này. Thực ra là khi mình vào công ty á, mình cũng ít khi mình biết trước được, hoặc là mình biết được rồi nhưng mà mình không mường tượng được cái sự khó khăn đó. Một số anh em khi vào công ty nha, nó không nói rõ là sau này mày sẽ làm công việc này đâu, nó chỉ nói là nói ở này, trong công ty này có việc lập trình này, có việc thiết kế này, có việc lắp ráp này, có việc mài này, có việc đủ mọi thứ, khoan ta dô này, mày mà giỏi cái gì ấy, thì tao sẽ cho mày làm cái đấy. Thì anh em mình khi mà bắt đầu đi phỏng vấn thì nghe câu đấy có vẻ thôi mình phải cố gắng lên để mình làm công việc nó ngon lành hơn, nhưng thực ra không phải đâu. Nó trong đầu của công ty đấy nó đã nhắm mình là làm cái việc vị trí đó rồi, nên là mình vào là mình không có lựa chọn nữa các bạn. Đấy thì là công việc vất vả nó cũng là một vấn đề rất là khó khăn. Đấy, đó là bốn bốn cái vấn đề đó mình xin tóm tắt lại, là một là gặp phải thằng senpai của chuối, hai là tiếng Nhật yếu, ba là không được đào tạo về học thuật, bốn là làm việc quá vất vả. Đến đây nhiều anh chị em đang là suôn sẻ, đang là trôi chảy, đang là ngon lành ở bên Nhật Bản, thì anh chị em bảo này, sao mày không chuyển việc đi các bạn ạ? Cái chuyển việc bên Nhật Bản này nhìn thì nó dễ vậy thôi nhưng mà nó cực kỳ cũng khó khăn các bạn ạ, không phải đơn giản đâu. Tại sao như thế các bạn ạ? Chuyển việc tốn kém cực kỳ luôn. Mà sang một công ty mới không biết rằng nó có hơn được cái chỗ này không. Thì cũng làm cho mình băn khoăn và nhức nhối khi mà mình định chuyển việc. Và hai vấn đề nữa là khi chuyển việc, nhà cửa cũng rất phức tạp đấy các bạn ạ. Một số bạn bè thì có những anh chị chuyển việc nó đơn giản thôi, nó chỉ trong búng tay cái là chuyển được việc, ngon lành cành đào, nhưng cũng có anh chị em vất vả chuyển việc. Thì cái vấn đề đó thì mình cũng xin chia sẻ một vấn đề như vậy. Anh chị em thấy clip của mình có hay và ý nghĩa, hãy cho mình một like và để chia sẻ để mình có động lực để chia sẻ tiếp với anh em kỹ sư cơ khí Việt Nam mình sang bên Nhật này họ làm việc như thế nào. Xin kính chào tạm biệt các bạn nhé. Bye bye.